Bỏ cuộc thì ai cũng làm được, và lúc nào cũng có thể bỏ cuộc được chị. Và hãy nhớ một điều rằng là gì? Người thành công thì không làm những việc mà người không thành công đang làm. Những người bỏ cuộc không bao giờ có cơ hội thành công, nhưng những người thành công thì họ chưa từng bao giờ bỏ cuộc. Và bỏ cuộc thì ai cũng làm được anh chị, đúng không? Nhưng mà cái việc không bỏ cuộc ấy, nếu mà bạn làm được điều đó, nếu bạn có cái sự kiên trì, sự nhất quán, sự nhẫn nại và cái sự cam kết ấy, thì bạn sẽ không thuộc cái nhóm đó nữa, chúng ta sẽ thành công thôi. Và có một cái điều rất là tuyệt vời thôi đó với anh chị rồi, anh chị để cho là cái cơ thể này làm chủ mình hay chúng ta làm chủ cơ thể mình ạ? Dạ, anh chị biết mà cái cơ thể của chúng ta nó có ý tốt nha. Anh chị nhớ nha, tất cả mọi thứ mà cái cơ thể và tiềm thức của chúng ta làm nó đều có chủ đích tích cực, và chủ đích của việc tạo ra những cái nỗi sợ hãi, chủ đích tích cực của việc là tạo ra những cái tiếng nói nhỏ là làm gì ạ? Đó là để cho chúng ta sợ, để chúng ta được an toàn, để chúng ta bỏ cuộc đi, để chúng ta được cái trong vùng an toàn, để chúng ta cảm thấy bình an trong cái ngắn hạn. Tiềm thức của chúng ta nó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, nó không có tầm nhìn, nó không có tư duy cao đâu ạ. Nó chỉ là đồng ý và cho thêm thôi. Quyền lực nó rất là lớn, quyền năng rất là lớn, nhưng mà nó không có biết nhìn xa, nó không biết nghĩ xa đâu ạ. Đó là lý do tại sao mà chức năng của tiềm thức là 90%, nhưng tất cả mọi hoạt động của tiềm thức nó được quyết định bởi ý thức, đó chính là bằng cái tư duy và trí tuệ của chúng ta. Lý do tại sao cơ thể con người chúng ta lại có cái tư duy, lại có cái ý thức này, để làm gì ạ? Để đưa ra những quyết định đúng đắn, để tiềm thức làm theo. Tiềm thức nó không có khả năng có thể tự ra quyết định anh chị, nhưng trách nhiệm của nó là nó bảo vệ cơ thể chúng ta thì nó phải làm, cho nên nó mới tạo ra những cái nỗi sợ hãi để khiến cho sao ạ? Để khiến cho chúng ta bỏ cuộc anh chị. Và nếu như anh chị đoán xem ạ, ai là người quyết định bỏ cuộc ạ? Tiềm thức hay là ý thức của anh chị? Ai là người đưa ra quyết định bỏ cuộc ạ? Chúng ta nói về ý thức và tiềm thức anh chị ha. Ý thức là gì? Giống như Huy với anh chị đang nói chuyện với nhau này. Chúng ta đang có ý thức, chúng ta đang nói chuyện, chúng ta đang hiểu rõ nhau, chúng ta đang tỉnh táo này, thì đó gọi là ý thức. Chúng ta đang sử dụng ý thức để làm việc đó anh chị. Và ý thức và tiềm thức thì nó giống như là một cái con tàu này. Và ý thức chính là vị thuyền trưởng, và tiềm thức thì là thủy thủ đoàn. Và vị thuyền trưởng là cái người đưa ra quyết định, còn thủy thủ đoàn thì chỉ có là gì ạ? Nghe lời và làm theo. Nhưng mà anh chị biết rằng là trong những cái thủy thủ đoàn đó thì có hàng trăm, hàng nghìn thủy thủ đoàn, và có người tích cực, người không tích cực, có người thì tốt, có người thì có những thói không tốt, và có một số người tích cực thì họ nói rằng là gì ạ? Ok, chúng ta sẽ làm được, tôi sẽ cam kết thành công cùng với lại thuyền trưởng. Nhưng mà cái đám không tích cực đó nó còn không, mà nó vẫn có một số những thủy thủ đoàn là nói rằng là thuyền trưởng ơi, mình nên ở lại đi, mình đừng có đi ra biển xa, đừng ra biển lớn, mưa bão kinh lắm, mặc dù trời đang xanh, dù là sóng đang lặng, nhưng mà biết đâu lỡ như ra ngoài kia có cái chuyện gì đó xảy ra thì sao, lúc đó thì chúng ta sẽ không được ok đâu, lỡ như ở ngoài biển có một con thủy hỏa gì đó nó sẽ nuốt chửng con tàu này, chúng ta sẽ không thể nào đạt được mục tiêu đâu, lỡ như có một cái cơn lốc xoáy nó xảy ra ghê lắm, thôi đừng đi, hãy cứ ở lại đây, hãy cứ ở lại cái bến bờ này và cứ ngồi cầu nguyện để bờ bên kia nó lại gần đây thôi. Và đó chính là những cái thủy thủ đoàn sẽ ra sức để làm gì? Ra sức để thuyết phục người thuyền trưởng. Những cái thủy thủ đoàn đó họ là sẽ làm mọi cách để thuyết phục người thuyền trưởng rằng là bỏ cuộc đi, dừng lại đi, lỡ như có cái này cái kia ghê lắm. Nhưng người cuối cùng đưa ra quyết định là tiến lên phía trước hay quay đầu là ai ạ? Cái người đưa ra quyết định là nhất quán cam kết hoàn thành mục tiêu hay bỏ cuộc lại chính là người thuyền trưởng, chính là ý thức của mình. Và nếu như vị thuyền trưởng này nói đi thì dù là những người thủy thủ có thể là hiện tại họ đang sợ hãi, họ đang lo lắng, họ đang chống đối, nhưng họ có nghe không ạ? Họ làm theo luôn. Và đó chính là cái ý thức và tiềm thức của chúng ta. Và tiềm thức của chúng ta nó làm cái điều đó để bảo vệ chúng ta anh chị. Nên là đừng có trách nó anh chị nhé, đừng có trách tiềm thức của mình, đừng có trách cái tiếng nói nhỏ bên trong mình, mà hãy yêu thương nó đi. Tuy nhiên là già cũng không để cho nó kiểm soát mình, mà mình là người kiểm soát nó. Đừng có tự trách bản thân anh chị, chúng ta hãy xoa dịu nó, và chúng ta hãy đưa ra những quyết định đúng đắn để tiến lên phía trước và thành công.